Trong chuyên đề về động từ thì có trong cái cuốn 25 chuyên đề ngữ pháp các bạn mở phần đó ra học bổ sung thêm để chúng ta sẽ làm được bài tập tốt nhé. Cô sẽ có phần số 4 của chúng ta. Ở với phần số 4 của chúng ta thì các bạn sẽ học đến cái phần cấu trúc như sau. Đó là sự phân cái phân biệt cho cô sự khác nhau giữa những anh sau số 4 này. Phân biệt cho cô đó là sau most cộng với danh từ. Thì nó sẽ bằng anh most cộng với danh từ, cộng với the hoặc tính từ sở hữu rồi cộng với danh từ. Nghĩa là hầu hết. Đúng không? Thế này cô sẽ có từ mostly Từ đấy là trạng từ Và nó là trạng từ thì nó có nghĩa là chủ yếu Hiểu không ạ? Thế này cô sẽ có từ almost Từ đấy là hầu như, gần như Hiểu Từ này có nghĩa là hầu như, gần như đúng không ạ? Almost nghĩa là hầu như, gần như Hỏi tiếp này cô sẽ có từ số phần tiếp theo của cô này Đúng không ạ? Phần tiếp theo của cô chúng ta sẽ có cái cấu trúc như sau À có cái phần cấu trúc tiếp theo như sau Các bạn lưu ý cho cô này chúng ta sẽ có cấu trúc số 5 Các bạn theo dõi tiếp cho cô nhé Chúng ta sẽ có cấu trúc số 5 của chúng ta chưa yeah. Cấu trúc số 5 cô sẽ có Đó là cái cấu trúc về phần đâu rồi Nó sẽ có cái cấu trúc như sau Cô sẽ có cấu trúc của, của, từ sau Đó là cấu trúc remind Remind somebody to verb Nhắc nhở ai làm gì Remind somebody of somebody something Gợi cho ai nhớ tới ai Hoặc nhớ tới cái gì Remind somebody to verb là nhắc nhở ai làm gì Chợ nhắc nhở ai làm gì này. Remind somebody of somebody something gợi cho ai nhớ tới. Chợ gợi cho ai nhớ tới ai. Hoặc tới cái gì. Em nhé, cô sẽ có cấu trúc tiếp theo nữa. Đó là cấu trúc của mistake. Cấu trúc số 6, cô sẽ có cấu trúc mistake somebody for somebody. Nhầm ai với ai. Cấu trúc này nghĩa là nhầm ai với ai. Được không ạ? À? Ở tiếp này cô sẽ có cấu trúc số 7 Đó là cấu trúc của consider sau so consider cộng với một verb in xem xét cân nhắc làm gì đúng không ạ tiếp theo chúng ta sẽ có phần sau này giờ chúng ta sẽ có cái cấu trúc tiếp theo là cấu trúc số 8 đó là cấu trúc do damage gây ra sự phá hủy đúng không ạ do damage gây ra sự phá hủy nhờ là cô sẽ có do damage từ đấy bằng destroy phá hủy cái gì đó xong câu số 9 của chúng ta cấu trúc số 9 của chúng ta thì cô sẽ có cái phần về praise verb cô sẽ không nhắc lại. Nhưng khi các bạn gặp cái phần về verb thì các bạn sẽ mở cho cô cái bảng bảng là cái các bạn mở cho cô cái phần từ điển về praise verb ra để là nhá. Thế này cô sẽ có câu tiếp theo của cô đúng không? Cô sẽ có câu tiếp theo của chúng ta, cô sẽ có cấu trúc đó là cấu trúc half somebody verb nguyên dạng. Nhờ ai đó làm gì? Bằng cấu trúc get somebody to verb. Nghĩa của cấu trúc này là nhờ ai đó làm gì? Chợ nhờ ai làm gì Tiếp theo cô lại có cái cấu trúc tiếp theo là Have something vấp p hai Bằng get something vấp p hai Có cái gì được làm bởi ai Chợ có cái gì được làm bởi ai Xong nhé Thế này cô sẽ có cấu trúc tiếp theo nữa Thế là cô sẽ có cấu trúc của make Ok Make somebody cộng vấp nguyên ra kế okay, make somebody cộng vấp nguyên ra Bắt ai đó làm gì Tiếp theo cô sẽ có cấu trúc đó là cấu trúc của Let's, let's somebody Let's somebody cộng với verb nguyên dạng Bằng cấu trúc allow hoặc permit Somebody to verb Cho phép ai làm gì yeah. Tiếp này cô sẽ có cấu trúc số 12 của chúng ta Là cô sẽ có cấu trúc của No sooner No sooner cộng với had Cộng với chủ ngữ cộng với p2 Cộng với than cộng chủ ngữ, cộng vấp chia quá khứ đơn. Nghĩa của cấu trúc này có nghĩa là ngay khi hoặc vừa mới thì. Nó sẽ bằng cấu trúc của hardly. Hardly cộng với had, cộng chủ ngữ, cộng vấp P2. Đúng không ạ? Chủ ngữ cộng verb P2. Đổi chỗ này của cô thành từ dân thành gì ạ? When chủ ngữ vấp quá khứ đơn. Nghĩa của cấu trúc này là ngay khi hoặc vừa mới thì. Đó. Toàn bộ phần phrase verb cô không nhắc lại. Các bạn nhớ là hôm nay bài tập các bạn sẽ gặp phrase verb thì các bạn hãy mở cái cuốn 25 chuyên đề ngữ pháp. Chuyên đề phần phrase verb các bạn tra lại từ phrase verb cho cô nhé. Tiếp theo này, chúng ta sẽ có cấu trúc tiếp theo của chúng ta nữa. Đó là cấu trúc uh, cấu trúc số 13 của chúng ta đúng không? Ngày mai khi cô chữa cái video về phần cấu trúc hôm nay Cô sẽ lại nhắc lại một lần nữa Bây giờ cô sẽ hệ thống cho bạn một số phần để bạn có thể làm được bài Sau đây này cậu verb in là phủ nhận làm gì Người có phủ nhận làm gì chúng ta sẽ có cấu trúc So admit cộng verb in là thừa nhận làm gì. Tiếp theo cô sẽ có cấu trúc tiếp theo là cấu trúc của dislike cộng verb in cái đấy cho bạn biết rồi đúng không ạ? Cô sẽ có cấu trúc Refill cộng với to verb từ chối làm gì. nhờ từ chối làm gì. Thế mà này cô sẽ có cấu trúc tiếp theo đó là cấu trúc số 15 của chúng ta. Đó là cấu trúc số 15 chúng ta sẽ có cụm từ đó là cụm từ turn up. Chờ, turn up bằng arrive bằng show up nghĩa là xuất hiện. Đây, cô sẽ có cụm từ tiếp theo Cô sẽ có cụm từ clean up Dọn sạch đúng không? Thế này cô sẽ có cụm từ tiếp theo là cụm từ Make up Make up có rất là nhiều nghĩa Make up có nghĩa là quyết định này Make up có nghĩa là dựng chuyện này Make up có nghĩa là biện đặt này Make up có nghĩa là làm hòa nữa đúng không? Thế này cô sẽ có cấu trúc số 16 của cô Cấu trúc số 16 sẽ chính là cấu trúc It were not until Sao it will not until cộng với That Cộng với Tom hoặc time clause. Đúng không? Thời gian hoặc mệnh đề thời gian. Cộng với that, cộng chủ ngữ, cộng verb chia quá khứ đơn. Nghĩa của cấu trúc này là phải mãi cho tới tận khi thì. Chứ nếu như nó đảo ngữ thì nó sẽ đảo như sau. Nó sẽ đảo anh, nó ăn lên đầu câu. Đằng sau nó vẫn cộng với time hoặc time clause. Ok, đằng sau nó sẽ cộng với mệnh đề đảo ngữ. Nhờ, mệnh đề đảo ngữ là thành lập nó giống như thành lập một câu hỏi. Nghĩa của cấu trúc này là phải mãi cho tới tận khi thì. Đúng không? Rồi tiếp này Cô sẽ có cấu trúc tiếp theo của cô Đó là cấu trúc số 17 Với cấu trúc số 17 chúng ta sẽ có cấu trúc như sau Đó là cấu trúc uh, Cấu trúc số 17 Cô sẽ có cấu trúc đó là cấu trúc confide in Thổ lộ tâm sự với ai Chợ cấu trúc này nghĩa là thổ Hoặc là tâm sự với ai Chợ tâm sự với ai Cô sẽ có cấu trúc số 18 của chúng ta Cấu trúc số 18 chúng ta sẽ có cấu trúc như sau Sau so whatever whatever nghĩa là bất cứ cái gì đúng không ạ cô sẽ có là sau whatever người ta sẽ có là bất cứ cái từ để hỏi nào mà cộng thêm ever nó mang nghĩa là bất cứ trừ từ how ra whatever là bất cứ cái gì cô sẽ có từ whoever là bất cứ ai đúng không ạ cô có từ whenever bất cứ khi nào cô có từ wherever bất cứ nơi đâu chợ wherever wherever bất cứ nơi đâu Ở nhá bây giờ cô sẽ có từ however thì sao ạ sau so however sau từ however Nó sẽ cộng với tính từ hoặc trạng từ Cộng chủ ngữ vấp Thì nó lại bằng anh sao ạ? Nó lại bằng anh no matter Chợ, No matter thì lại chảy xảy ra hai trạng thái đó là No matter how thì cộng với tính từ hoặc trạng từ Cộng chủ ngữ vấp No matter what cộng với chủ ngữ vấp Đúng không ạ? À, chúng ta sẽ có nghĩa của cấu trúc đấy nghĩa là mặc dù cái cấu trúc however rồi đây nhá. Thì cấu trúc này bằng cấu trúc của although, mặc dù. Tiếp theo chúng ta sẽ có đúng không? Chúng ta sẽ có cái cấu trúc tiếp theo nữa à, Cấu trúc số 19 của chúng ta 19 chúng ta sẽ có cấu trúc đó là Sentence trong trường bài đồng vai trò là động từ Nó sẽ là sentence somebody to death Sorry Sentence somebody to death Kết án ai tử hình Sentence somebody to lifetime Imprisonment Imprisonment Đúng không Kết án ai từ trung thân Dạ, yeah. thân mến Vậy các bạn sẽ áp dụng cho cô 19 cái cấu trúc này mười chín cấu trúc này để chúng ta sẽ vào và làm bài tập về phần cấu ngữ pháp hôm nay của chúng ta nhé. Bây giờ bạn nhớ chưa cô? Tuy nhiên cái phần hệ thống này của cô, cô sẽ